Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, là xã thuộc diện được thụ hưởng từ chương trình 135 CP với xuất phát điểm còn thấp. Thời gian qua cùng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, kết cấu hạ tầng nông thôn tại xã Nà Sái huyện Tuần Giáo đã từng bước hoàn thiện. Đặc biệt là các công trình quan trọng như canh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, đi lại, giao lưu hàng hóa. Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn của xã Nà Sái huyện Tuần Sáo đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân trong xã ngày càng khởi sắc. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nà Sái đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa các nguồn lực, các chương trình dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền vận động, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới. Phân công gắn trách nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, trực tiếp phụ trách từng thôn bản, cùng với đó để mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới, chú trọng vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống của bà con nhân dân trên địa bàn. qua đó đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ở trong những năm qua thì đảng ủy chính quyền xã cũng đã tập trung vào cái công tác lãnh đạo chỉ đạo trong cái việc xây dựng nông thôn mới, vận động bà con nhân dân hiến đất để xây dựng một cái điểm trường ở bản Hồng Lực rồi là xây dựng hai cái tuyến đường với cái tổng chiều dài là hơn 7 km và bà con nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ trong cái việc hiến đất để cùng với nhà nước thực hiện góp phần nhỏ bé của mình vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi triển khai, công tác tuyên truyền đã được chính quyền xã Nà Sái quan tâm chú trọng, với mục đích truyền tải để nhân dân thấy được ý nghĩa thiết thực của xây dựng nông thôn mới, từ đó phát huy nội lực từ dân để nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả giả soát các tiêu chí, tính đến hết năm 2021, xã Nà Sái cơ bản đạt 17 trên 19 tiêu chí. Đạt được kết quả trên là nhờ chính quyền đã vận động người dân tự giải tỏa, tình nguyện hiến đất và tích cực tham gia đóng góp vốn đầu tư, ngày công thi công để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản, vân vân. Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép nội dung trong các cuộc hội nghị của xã và các cuộc họp bản, sinh hoạt tri bộ, tiếp xúc cử tri. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, có giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy vai trò của từng cán bộ đảng viên, tranh thủ kinh nghiệm, tiếng nói của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ. Chúng tôi thì tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường. Đầu tiên là chúng tôi họ bán chỉ phân công đảng viên này phụ trách các nhóm hộ, đảng viên đi trước thì làng nước theo sau. Thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi tuyên truyền vận động bà con thì bà con cũng đồng tình ủng hộ. Đấy, hiến đất đoàn đường. Bản Hà là một trong những địa phương nhiệt tình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Nà Sáy. Khi có kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, chính quyền xã đã tổ chức nhiều buổi họp dân, bàn bạc để tạo sự đồng thuận. Tính đến nay, bản Hà có 22 hộ gia đình tham gia hiến trên 3.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Nhờ tinh thần đoàn kết thống nhất giữa chính quyền và người dân, nhiều gia đình đã tình nguyện hiến đất. Tiêu biểu như gia đình ông Lò Văn Bình là một trong những người tiên phong hiến đất để làm đường giao thông. Từ khi có cái chủ trương đảng nhà nước là làm con đường là xáy đến mực phong thì gia đình thì là hiến đất vườn, là hiến đất thì là bà con mới làm theo mình là cho nhà nước làm cái đường này thì đường đi đối lại nó dễ dàng hơn. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm đường giao thông, gia đình ông Cả Văn ơn, bản Hà đã tự nguyện hiến trên 1.500 mét vuông đất vườn để làm đường giao thông nông thôn. Ta ủy ban đã có trách nhiệm tuyên truyền mọi chủ trương cho nhân dân xã là say này ai có đất hiến đất cả hiến đất đấy có ít thì cái là là hiến ít có nhiều hiến nhiều à, còn gia đình tôi thì cũng có à, trên là hai nghìn mét vuông nữa nếu lên đến xã là sai này nếu là ủy ban là à, coi là ân ơn hiến thì tôi sẵn sàng hiến thôi đến nay trên địa bàn toàn xã cơ bản 100% đường thôn bản được cứng hóa, 70% đường nội bản, liên bản đạt chuẩn, 60% đường liên xã được bê tông, Hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 78,5% kênh mương đã được bê tông hóa. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 9,5 triệu đồng một người trên năm. Tính đến cuối năm 2021, xã có 279 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,44%. 1.492 người dân có việc làm thường xuyên, chiếm tỷ lệ 92%. Công tác phát triển giáo dục y tế văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngoài những chương trình dự án của Đảng và nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng, còn có các nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, chính sách xã hội cho người nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, để nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo ngoài thâm canh trên 82 ha lúa ruộng hai vụ trồng 17 ha ngô, xã đã tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng các loại cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày. Hiện trên địa bàn xã có 4 mô hình sản xuất và gắn với tiêu thụ sản phẩm như bưởi diễn nhãn chín muộn với diện tích là gần 5 ha, mít thái trên 6 ha và xoài đài loan 5 ha. Hiện xã còn hai tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Để đạt được những tiêu chí còn lại, cấp ủy chính quyền xã Nà Xáy tiếp tục tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh chủ trương chính sách đi vào lòng người, cần có sự đồng thuận cao của người dân. Xã đã quán triệt phương châm muốn xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ mỗi cá nhân tới toàn thể cán bộ xã, định hướng cho các bản về mặt chủ trương còn xây dựng phương án và tổ chức thực hiện là do người dân tự giác thực hiện. Với tinh thần đoàn kết đồng lòng, nhất trí cao từ cán bộ đảng viên và nhân dân, tin rằng xã Nà Sái sẽ đủ sức vượt qua mọi khó khăn, sớm đưa xã nhà về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày một nâng lên. Thưa quý vị và các bạn, Năm 2019, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở nhiều địa phương trong huyện, dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi phải tiêu hủy 11.155 con, tổng trọng lượng là 58.550 kg, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện nay, huyện Tuần Sáo đã cơ bản kiểm soát khống chế được dịch bệnh trên đàn lợn. Tuy nhiên, do nguồn lợn giống khan hiếm, giá cao, thiếu vốn đầu tư, cùng tâm lý e ngại dịch sẽ tái phát, khiến việc tái đàn lợn trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Hiện nay việc tái đàn lợn là cần thiết nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, góp phần cân đối nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân đã bắt đầu tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người chăn nuôi đều gặp khó khăn về nguồn giống và giá lợn giống cao, nên đa số người dân không tái đàn một cách ồ ạt vội vàng mà chỉ nuôi từ 5 đến 10 con, là hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. Gia đình chị Cà Thị Tâm ở bản băng sản xã Quài Tở huyện Tuần Sáo cũng bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Tháng 8 năm 2019, 10 con lợn trong tổng đàn lợn 90 con của gia đình chị bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Bị thiệt hại nặng bởi đây là nguồn thu chính khiến gia đình chị lao đao. Trước đây, chị dự tính dịp Tết Nguyên đán canh tí sẽ có thêm một khoản thu nhập vậy mà bỗng chốc mất luôn cả con giống để tái đàn và lợn cũng không còn để bán. Từ đó đến nay, gia đình chị chưa dám tái đàn mặc dù trên địa bàn không còn xảy ra dịch bệnh. Sau dịch bệnh, gia đình chị đã vệ sinh chuồng trại, thường xuyên rắc vôi bột, phun hóa chất để xử lý tiêu diệt mầm bệnh để chuẩn bị cho việc tái đàn. Gia đình chị cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác trên địa bàn có nhu cầu tái đàn để cung cấp thịt lợn thương phẩm cho thị trường. Tuy nhiên, Do dịch tả lợn Châu Phi xảy ra không chỉ riêng trong toàn tỉnh mà còn xảy ra ở các địa phương khác, nên thời điểm này không chỉ khan hiếm lợn giống mà giá lợn giống cũng đang ở mức rất cao, khoảng 1,6 đến 2 triệu đồng một con. Việc nhập lợn giống giá cao vào thời điểm này khiến người chăn nuôi có nguy cơ thiệt hại kép, nếu chẳng may dịch bệnh quay trở lại hoặc mua phải lợn giống không an toàn. Trước nay tôi cũng nuôi nhiều, nuôi lợn nhiều nhưng mà nó vì dịch nhiều quá thế là tôi chuyển sang nuôi vịt, nuôi gà. Bây giờ thì nuôi gà vịt thì tăng thu nhập cho giảm chủ do. Cũng như gia đình chị Tâm, cuối tháng 8 năm 2020, gia đình chị Lò Thị Pọm ở bản băng sản xã Quải Tở cũng phải tiêu hủy 4 con lợn do bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Sau hơn 4 tháng không chăn nuôi lợn, nhận thấy trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh, nên cách đây 2 tháng, gia đình chị đã mạnh dạn chăn nuôi trở lại. Nhưng do lợn giống khan hiếm giá thành lại cao, chị bỏ mua 6 con lợn giống từ người dân trong khu vực hết hơn 10 triệu đồng. So với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, giá lợn giống hiện cao gấp đôi. Hơn nữa, để đảm bảo nguồn thu nhập và tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, chị chủ động chăn nuôi thêm gia cầm, thực hiện nuôi giãn lứa lợn và vừa nghe ngóng tình hình dịch bệnh. Đến nay, Mặc dù giá thịt lợn trên địa bàn tăng cao, nhưng gia đình chị chỉ dám cầm chừng với 6 con lợn thịt, chưa dám nuôi nhiều vì lo sợ dịch bệnh có thể tái phát quay trở lại. Trước đây thì nhà tôi cũng nuôi nhiều lợn hơn, nhưng mà từ lúc mà bị bị dịch tả lợn châu Phi thì nhà tôi cũng nuôi giảm đi để tránh rủi ro về kinh tế. Gia đình chị Quang Thị Lan ở khối Sơn Thủy, sau một thời gian tạm dừng nuôi lợn do dịch, nay gia đình chị cũng đã tái đầu tư chăn nuôi. Chị Lan cho biết, trước đây gia đình chị mỗi năm nuôi hai lứa lợn, mỗi lứa khoảng 50 con. Dù không bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, nhưng thời gian gần đây gia đình chị cũng phải giãn lứa. Như trước kia, cứ xuất chuồng lứa lợn này thì gia đình chị đã mua lứa khác cuối ngay nhưng từ khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra, chị không dám mạo hiểm chăn nuôi ngay mà để chống chuồng. Đến đầu năm 2021, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, gia đình chị mới đầu tư chăn nuôi trở lại. Trước đây gia đình tôi uh, cũng có nuôi uh, mới đứa là từ 40 đến 50 con trước uh, chưa dịch tả châu Phi. Ấy, Rồi sau dịch tả châu Phi thì nhà tôi cũng giảm số lượng nuôi giảm số lượng nuôi bây giờ nhà tôi cũng khử trùng chuồng trại rồi rác hôi bột các thứ rồi xong rồi vệ sinh sạch sẽ rồi tôi cũng chuẩn bị tái đàn. Tuy nhiên do tâm lý còn lo ngại dịch tả lợn châu Phi sẽ quay lại nên chị Lan đã giảm số lượng nuôi. Hiện trong chuồng chăn nuôi nhà chị có 17 con lợn thịt. Để giảm rủi ro do nuôi lợn, chị đã chuyển hướng chăn nuôi thêm bò, gà để tăng thu nhập cho gia đình. Công tác tái đàn lợn trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do là người dân vẫn còn tâm lý là e ngại. Về thứ hai nữa là cái giá thức ăn chăn nuôi là đã lên giá rất là cao và cái giống lợn thì cũng cao nên là bà con vẫn chưa thực hiện tái đàn đạt so với kế hoạch đề ra để thực hiện cái kế hoạch năm 2022 đạt hiệu quả thì cơ quan chuyên môn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng đã hướng dẫn bà con thực hiện tái đàn lợn. Chúng tôi đã ban hành các văn bản là cho bà con là tái đàn lợn theo hướng là từ từ, chậm mà chắc. Và tiếp theo nữa là thực hiện là chủ yếu là lấy giống lợn tại địa phương khi mà địa bàn mình không có dịch. Mặc dù hiện nay huyện Tuần Sáo đã công bố hết dịch, nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn đến nay khiến tâm lý của người dân vẫn còn e ngại và chưa dám tái đàn trở lại. Mặc dù các ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tái đàn, nhưng phải đảm bảo các yếu tố như thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Đặc biệt, nếu tái đàn phải mua con giống có nguồn gốc. Tuy nhiên đến nay, đa phần người dân vẫn chưa dám tái đàn nhiều bởi giá con giống, thức ăn chăn nuôi khá cao, nhiều hộ gia đình không có điều kiện để tái đàn. Để người chăn nuôi yên tâm tái đàn trở lại, hiện nay bên cạnh việc các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã thị trấn đang tích cực hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp phòng dịch tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại đối với gia trại trang trại có quy mô lớn cần tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo an toàn đồng thời khuyến khích sử dụng con giống tại địa phương nếu nhập con giống từ bên ngoài thì phải bảo đảm nguồn giống sạch có nguồn gốc rõ ràng không mua con giống trôi nổi trên thị trường thì rất cần các cơ quan chức năng kết nối với các doanh nghiệp giúp người dân tìm được nơi cung ứng lợn giống có chất lượng, giá thành hợp lý, đồng thời tạo điều kiện để người dân vay vốn đầu tư chăn nuôi. Có như vậy, trong thời gian tới, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện mới phát triển ổn định, góp phần bình ổn thị trường và giá cả mặt hàng thịt lợn. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tần Giáo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.